một ông mà cách cách cái phòng của từ cách từ từ chỗ em ấy đi chỗ trọ của em cách chỗ chỗ chung cư của có 300 mét thôi, 300 mét thôi, gặp nhau như người dưng luôn. Mà trước đấy thì rất là vui vẻ. À, không hiểu luôn, không hiểu. Trời ơi, lúc mà em nhìn thấy trời ơi, sao mà đẹp trai thế. Đẹp trai thế. Nhưng mà phải coi như là người lạ, người lạ từng từng quen thôi, chứ là biết sao giờ. Không, không muốn yêu nó mệt quá. Yêu ai em cũng kiểu bị phải bị tách ra mới chịu á. Giống như kiểu số của em hợp yêu xa rồi yêu gần không được. Không, đó là sao mặt cách lòng không. Có những người á không hợp yêu gần đâu,